cơ sở đồ gỗ Trang Trí xin kính chào toàn bộ quý hàng. Và hôm nay thì cơ sở xin gửi đến cho quý vị một chiếc tủ chè rất là đẹp. Có thể nói là một kiệt tác tủ chè khảm ốc mà được cơ sở chúng tôi mới hoàn thiện xong. Và đây là một trong những chiếc tủ chè có thể nói là thuộc dòng tủ chè cao cấp, vì led khảm của tủ chè này là khảm với chất ốc đỏ vàng chanh đỏ nửa rất là đẹp. Và sau đây thì cơ sở sẽ review chi tiết cùng quý vị theo dõi về nét khảm, có thể nói là một kiệt tác mà bên cơ sở chúng tôi hoàn thiện. Và chiếc tủ chè này thì được cơ sở chúng tôi là làm với kích thước phần bệ là dài 1m85 và rộng 50, phần thủng là dài 1m78, rộng 42 và chiều cao là 71 quý vị nhá. Được làm trên chất liệu là gỗ gụ. Nhìn trước mắt quý vị đây thì quý vị có thể thấy phần bệ được cơ sở chúng tôi là đục chạm hình tượng là ngũ phúc chân quỷ rất là đẹp, với chi tiết đục chạm hoàn toàn được làm thủ công, với chi tiết đục chạm tỉ mỉ. Và đây là phần nèo của chiếc tủ chè này, một chiếc nèo với đục chạm hình tượng là mai điều rất là tỉ mỉ, với những phần kinh bong được làm theo kiểu dáng cổ mà bên cơ sở chúng tôi hoàn thiện lên một chiếc tủ chè này, có thể nói là rất ưng ý, được rất nhiều quý khách hàng đã tham khảo về chiếc tủ chè này. Và một chiếc tủ chè đẹp như thế này thì quý vị có thể trưng diện trong không gian phòng khách chắc chắn sẽ làm nổi bật nên tông những sản phẩm được trưng bày hơn. Và đây là chi tiết phần khảm, đặc biệt là phần tỉa nhấn của chiếc tủ chè này chính là phần đặc sắc nhất mà cơ sở chúng tôi hoàn thiện. Đây quý vị cùng nhìn ngắm chi tiết, một cách chi tiết rõ nét, một cách chân thực về chiếc tủ chè này. Quý vị có thể thấy chiếc tủ chè này thì được cơ sở chúng tôi làm với chất ốc đỏ, chất ốc xanh, chất ốc vàng và khảm trai khảm ốc đan xen nhau rất là đẹp. Toàn bộ chiếc tủ chè này thì được cơ sở chúng tôi hoàn thiện với khâu hoàn thiện là rất là kỹ của những người nghệ nhân. Và nếu quý vị có nhu cầu mà quan tâm về sản phẩm này thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng tôi là theo số này là 0979839286, 0825232888, 0378759562, thì cơ sở chúng tôi cũng dùng Zalo và hỗ trợ tư vấn cho quý vị lựa chọn được một sản phẩm đẹp. Và quý vị có thể cùng nhấn đăng ký kênh cùng cơ sở chúng tôi để theo dõi những video mới nhất, hoặc quý vị có thể follow kênh TikTok bên cơ sở chúng tôi là Đồ Gỗ Huyền Trang và Đồ Gỗ Minh Trí để cùng theo dõi video một cách chân thực về sản phẩm tủ bề đồ cũng như là tủ chè đẹp. Và rất cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi video này, và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Và xin cảm ơn và cùng đồng hành cùng quý vị